Video ngày hôm nay thì Kim Hoa sẽ giới thiệu cho các anh chị một số loại sàn nhựa mà bên Cosmod Việt Nam đang cung cấp. Đầu tiên là sàn nhựa dán keo nha các anh chị. Dòng này là rẻ nhất trên thị trường luôn nha. Dòng sàn nhựa dán keo này thì rất là dẻo nha. Đây Kim Hoa có thể uốn cong được rất là dễ dàng như thế này nè. Anh chị nhà mình mà dùng cái bàn này á, cộng với cái nội thất của nhà mình bằng gỗ á, là đúng bài luôn nha. Bạn này thì rất là dễ thi công nha mọi người. Chúng ta chỉ cần dùng cái dao rọc giấy á, chúng ta cắt theo kích thước cần dùng, bôi keo với cái nền của mình. Nhớ là cái nền của mình thật sạch và phẳng nha các anh chị. Rồi mình dán cái sàn này lên thôi, rất là đơn giản. Chúng ta thi công thì nhớ dùng thêm cái lực búa cao su á, để đóng vào cho nó khít giữa hai cái mép nối này, để tránh tình trạng mà khi nước mà nó đổ mà mình lau mình xử lý không kịp á, thì nước nó chui xuống cái nền, nó làm bung keo của mình ha. Gần đây thì trên các nền tảng mạng xã hội thì thấy mọi người khoe dùng cái sàn nhựa dán keo này rất là nhiều. Có thể tự mua về, mua online luôn ở trên các nền tảng thương mại điện tử á. Các sàn thương mại điện tử thì đều có bán những cái sàn này, mình mua online về rồi mình thi công luôn, mình tự làm luôn rất là dễ. Chỉ trong vòng một buổi chiều thôi là mình đã có ngay cái sàn mới rồi. Nhất là cái thời gian cận Tết này nè mọi người, cái sàn nhựa dán keo này bên Kim Hoa bán rất là được luôn ha. Đó, có nhu cầu cải tạo lại nhà cửa thì có thể sử dụng cái em này, cũng là một cái sự lựa chọn để cho các anh chị tham khảo nè. Rồi đó, một cái sàn nhựa loại thứ hai mà Kim Hoa sẽ giới thiệu cho các anh chị ngay sau đây nha, đó là cái sàn nhựa hèm khóa như thế này nha các anh chị. Bạn này thì giá thành có phần nhỉnh hơn bạn này một chút xíu nha, tại vì nó rất là cứng cáp và chắc chắn luôn á mọi người. Bạn này thì có thể dùng mà trên 15 năm nha, bạn này thì trên 10 năm thôi, tại vì nó có keo á, nếu mà nước vô thì nó sẽ dễ bị bung keo. Còn bạn này khi thi công bạn này thì mình lót cái xốp bạc ở bên dưới như vậy. Này Kim Hoa làm thử cho các anh chị coi nha, cái bàn nó hơi nhỏ. Đây mình sẽ có cái sàn nhựa hèm khóa như thế này nha. Hèm khóa là có hèm âm và hèm dương như thế này nè mọi người. Đây là cái hèm âm đó, ở dưới rồi mình lắp cái hèm dương lên nha. Đó, mình nghiêng một cái góc đó là mình có một cái sàn rồi đó, rất là đẹp luôn đúng không. Và cái chỗ này nè nó rất là khít, cái điểm nối giữa hai cái hèm này nó rất là khít, cho nên là nước nó cũng khó xuống lắm. Cái bạn này thì cứng hơn cái bạn sàn nhựa dán keo rất là nhiều. Và khi mà đổ nước ra, bất kỳ mình dùng sàn nào cũng vậy, đổ nước hay đổ chất bẩn ra có lỡ như vậy thì mình lau liền, mình xử lý liền thì mình sẽ dùng cái sàn được lâu hơn ha. Thì kỹ một chút thì mình dùng nó được lâu hơn. Cái bạn sàn nhựa hèm khóa này nè mọi người, nó có nhiều vân ha. Có những cái vân xi măng như thế này. Ở phía bên trên là có được cái phủ một cái lớp layer. Cái lớp này là chống trầy xước nè. Đó, nó không có bị trơn trượt. Có người lớn tuổi hay là trẻ con á thì dùng cái bạn này không có sợ bị té ha. Nó có nhiều mẫu lắm nè, đây là những cái mẫu vân xi măng, mà xi măng này là xi măng gì ta, hơi non non chút hơn mọi người đó. Nó có những cái gỗ li ti như vậy nè, chống trầy xước rất là tốt luôn đó, làm bằng nhựa nha mọi người. Sàn nhựa, anh chị nào mà dùng sàn gỗ á, mình lo các vấn đề mối mọt ẩm mốc nè đó. Nhà mà lỡ như mà có sử dụng ở cái vị trí mà như nhà bếp đi, thường xuyên tiếp xúc với nước á, thì mình ngại lắp cái sàn gỗ thì mình có thể chuyển sang sàn nhựa dùng thì nó rất là ok luôn nha. Nhựa mà nó sẽ đâu có thấm nước đâu, nó cũng không có bị mối mọt ẩm mốc gì hết. Con mối nào cắn cái là gãy răng thiệt nha mọi người. Rồi sẽ tiếp tục một cái loại sàn nhựa, bây giờ sẽ tiếp tục một cái loại sàn nhựa nữa nha. Đó, loại này là mới về luôn nha mọi người. Sàn nhựa này là mới về, cũng là sàn nhựa hèm khóa luôn. Cũng có những cái màu gỗ nè, màu xi măng nè, nhưng mà đặc biệt một chút xíu đó, tiện dụng hơn là nó có được tích hợp cái lớp đế cao su như vậy luôn nha. Cái lớp đế cao su như thế này nè mọi người, thì nó có những cái họa tiết như vậy. Để làm chi? Để nó rất là tạo cái độ bám dính cho cái sàn với cái nền đó mọi người, nó làm cho mình đi di chuyển êm chân hơn nè, cũng như là ngăn hơi ẩm từ ở phía nền lên phía sàn. Đó, nó thay cái tấm xốp này nè, cái đế cao su thì nó có tác dụng thay cái tấm xốp ha. Trước đây mình dùng cái sàn hồi nãy mà Kim Hoa giới thiệu thì mình dùng cái tấm xốp này, bây giờ thì không còn nữa, bây giờ thì nó tích hợp cái lớp đế cao su luôn rồi, cho nên là rất là tiện dụng. Chúng ta chỉ cần làm cho cái nền của mình thật phẳng rồi mình thi công cái sàn nhựa hèm khóa này lên thôi.
cũng nghiêng một góc 30 độ như thế này. Đó. Đó, rồi. Được ra một cái sàn rất là phẳng liền. Đặc biệt là Kim Hoa thấy cái điểm nối giữa hai hàm khóa này rất là khít luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Thì ngoài những cái mẫu xi măng như thế này thì sàn nhựa hàm khóa mà có cái lớp đế cao su này nó mới về một cái hàng mà phân gỗ nè mọi người. Phân gỗ này là toàn tông lạnh không nha. Tông này là tông châu Âu nha mọi người. Trước đây nếu mà dùng những cái tông châu Âu như thế này là chỉ có sàn gỗ nhập khẩu mới là có những cái tông châu Âu như thế này thôi. Còn bây giờ á là nó tích hợp vô trong cái sàn nhựa hàm khóa này luôn rồi. Sàn nhựa hàm khóa có đế cao su mà có những cái tông lạnh lạnh này đảm bảo là bán rất là chạy luôn á. Còn những cái tông mà cổ điển như thế này thì quá là phù hợp với người Việt Nam rồi. Các anh chị nào mà truyền thống chút xíu là đảm bảo là sẽ chọn cái màu vân gỗ như thế này. Rất là đẹp luôn ha. Mặc dù cái màu vân gỗ này nó cũng không có đậm lắm nha mọi người. Nó rất là đẹp. Thì ở phía bên trên bề mặt á thì sàn nhựa nào cũng sẽ có tích hợp một cái lớp và để nó chống trầy xước nha mọi người. Nó không có bị trầy xước, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Đảm bảo là khi mà mình xài á, nhà mình mà mình có để cái vật nặng gì đó thì nó cũng sẽ không làm biến dạng cái sàn của mình. Không có làm biến dạng cái sàn của mình ha. Thì vừa rồi Kim Hoa đã giới thiệu một số loại sàn mà bên Cosmos Việt Nam đang cung cấp. Hy vọng là những thông tin về sàn nhựa dán keo nè, sàn nhựa dán keo như thế này, hay là sàn nhựa hàm khóa mẫu cũ và sàn nhựa hàm khóa có đế cao su, tất cả những thông tin về những sản phẩm này, hy vọng là các anh chị sẽ chọn được cho mình một loại sàn phù hợp để thi công cho công trình của mình vào dịp cuối năm này chẳng hạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Kim Hoa.